thì mình lại quay trở lại với một video về những cái máy chơi game tuổi thơ ha. Thì trước đó mình đã có một cái video về cái máy chơi game bự bự với mức giá là 600.000, nhưng mà con đó thì theo ý kiến của mình của mình là bây giờ nó cùi quá. Sau đó thì mình đã làm về con RS36S và mình đã để link lên đây cho các bạn coi lại ha. Đó là một trong những con máy chơi game tuổi thơ tốt nhất trong tầm giá dưới 1 triệu đồng mà các bạn nên mua. Nhưng mà hôm nay chúng ta lại có một cái ứng cử viên mới. Và lần này cái phân khúc mà cái máy này hướng tới đó chính là phân khúc 1 triệu rưỡi, vẫn là dưới 2 triệu đồng nha các bạn. Và đây chính là cái mẫu Gmui Smart Pro. Khi mà các bạn mà mua ở trên sàn thương mại điện tử Shopee nè, mua trên Alibaba, AliExpress hay là mua trên Taobao thì nó có khá là nhiều cái kiểu đóng hộp khác nhau nha. Thì đây chính là cái kiểu đóng hộp của mình mua trên Shopee với mức giá là 1 triệu rưỡi. Có rất là nhiều bạn săn được ở trên Alibaba hoặc là AliExpress với mức giá rơi vào khoảng 1 triệu 2, 1 triệu 3. Thì các bạn nếu mà có thời gian có thể canh thử, còn nếu không thì lên Shopee mua cho lẹ nhé. Đây cái hộp của nó, chúng ta sẽ thấy cái máy này có 3 màu sắc chính là màu be, màu trắng và màu đen ha. Và đây là những cái thông số của máy. Và đặt mặt sau thì chúng ta sẽ có cái hình ảnh của máy và những cái thông số khá là cơ bản. Nói chung là mấy cái hộp của mấy nhà sản xuất Trung Quốc thì nó cũng thường thôi. Ngay bên trong thì chúng ta sẽ có một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng. Đó, và đây nè, quá trời nút luôn. GMUI Smart Pro có khoảng chừng 17-18 cái nút vật lý luôn á. Rất là nhiều nút cho các bạn bấm luôn nha. Lát nữa thì mình sẽ đi qua từng cái nút cho các bạn luôn, yên tâm. Đây, bên trong thì cách đóng hộp sẽ là, đây là cái máy của mình, GMUI Smart Pro. Và cái này là phiên bản màu, cái này có thể nói là màu nó màu be be, trắng trắng, màu classic hồi xưa các bạn. Nếu như các bạn mà chơi những cái mẫu mà Game Boy Color hay Game Boy Advance ngày xưa thì sẽ có cái màu này ha. Rồi, để qua, từ từ chúng ta sẽ nói về nó tiếp. Và ngay bên dưới không có gì nhiều cả, chúng ta sẽ có một dây cáp kết nối từ USB A vào sang USB C để cho các bạn sạc pin ha. Rồi, như vậy là đã xong phần mở hộp. Thiết kế trước đi, mình sẽ nói sơ qua về mặt thiết kế. Thì như các bạn thấy luôn, cái máy này có một cái form thiết kế khá là giống, có thể nói là giống tới 90% so với cái hệ máy PSP ngày xưa của Sony ha. Cái kiểu là cái form dạng cầm ngang chứ không phải là dạng cầm dọc giống như con R36S mà bữa mình review. Cầm như vậy nó sẽ mang lại cái khả năng chơi lâu dài hơn, đỡ ít bị mỏi tay hơn cái kiểu kia. Ngay mặt tiền luôn thì chúng ta sẽ có một cái màn hình rất là lớn, kích thước lên tới 4,9 inch, gần 5 inch luôn các bạn. Đó, và cái màn hình này có độ phân giải là HD và đây vẫn là tấm nền IPS nha mọi người. Mình gõ thử á, thì cái này đúng là có một cái lớp kính hoặc là một cái lớp nhựa bên trên chứ không phải là dạng mềm đó. Cho nên là khi mà các bạn mua cái máy này về thì nhà sản xuất họ dán một cái miếng dán bảo vệ mỏng ở trên đây rồi. Các bạn có thể lên Shopee đặt một miếng dán cường lực trước cho cái máy này trước khi mình gỡ cái miếng đó ra nha. Bởi vì máy này mình nghĩ là cái khả năng chống chịu của nó không có cao đâu. Bên tay trái thì chúng ta sẽ có một cái cần điều khiển trên xuống và trái phải ở đây. Kích thước mình thấy nó không được lớn cho lắm nhưng mà cảm giác bấm nó khá là ok. Ngay bên dưới là một cái cần joystick ở bên tay trái. Nút ở bên đây là nút menu để các bạn có thể truy cập nhanh vào cái hệ thống. Bên đây là bốn phím điều hướng quen thuộc ha. X, B, A, Y. Cái này là cái kiểu hướng điều hướng của bên Nintendo. Nó sẽ hơi khác một chút xíu so với bên Sony. Đó, cho nên các bạn nào mà chơi game PSP thì cần phải nhớ một chút xíu. Đây là cần joystick ở bên tay phải. Ngay bên dưới là chúng ta có một nút Select và một nút Start. Và đây chúng ta sẽ thấy, các bạn có thấy những cái lỗ ở đây nè. Đây chính là cái nơi để đặt loa ngoài của cái con GMUI Smart Pro. Nhưng mà theo mình thấy thì cái âm thanh có vẻ như là nó sẽ không xuất hiện từ đây nhiều. Lát nữa mình sẽ nói rõ hơn vấn đề này. Ngay ở cạnh trên thì các bạn sẽ có rất là nhiều nút luôn. Đây là bốn phím LR, L1, L1, L2, R1 và R2 ha. Đó, mấy cái phím này mà những bạn nào mà chơi game trên những cái hệ máy cầm tay chẳng hạn như Nintendo Switch hoặc là PSP thì rất là quen thuộc ha. Thì cái những cái nút như vậy thì mình đánh giá là nó cũng được. Nó không quá là xuất sắc đâu, bởi vì cái kích thước của máy á, theo chiều ngang cái phần dày nó không quá là dày, cho nên là cái nút L và R mình bấm còn được, còn hai cái nút mà L2 R2 thì nó hơi hẹp ha. Nếu mà nó dày hoặc nó dài hơn một chút xíu nữa thì nó sẽ ok la hơn. Đó, nói chung là cũng tạm ổn. Và lý do ổn là do cái nút L2 và R2 các bạn để ý sẽ rất là ít khi chúng ta sẽ dùng tới cái này trong những cái tựa game retro ha. Chỉ một vài tựa game bắn súng đặc thù thì chúng ta mới xài tới thôi. Chủ yếu là chúng ta xài L và R. Ở đây là cái nút nguồn. Bên đây là một cái cổng USB-C nhưng mà không phải dùng để sạc mà là dạng host để các bạn có thể kết nối một cái tay cầm để chơi thêm bên ngoài ha, hoặc là kết nối vào một máy khác. Đó, bên đây là cụm tăng giảm âm lượng.
Rồi, bây giờ ở mặt dưới thì chúng ta cũng có rất là nhiều những cái phím cứng ha. Cái nút đầu tiên là nút FN. Cái nút này là cái nút các bạn có thể gán những cái lệnh cho nó khá là hay ha. Về cơ bản thì cái nút này mặc định sẽ là cái nút thay đổi đèn LED ở ngay cái cụm joystick ở đây. Đó, hay không? Các bạn mà muốn nó có đèn thì các bạn chỉ cần gạt lên thôi là nó có đèn. Bên đây là một cái khe có dòng chữ là Trim UI ở đây và được đóng khích lại. Thì mình dự đoán đây chính là cái nơi để gắn cái bộ nhớ trong của con máy này, không thì chúng ta sẽ không thể nào chúng ta mở ra được. Bên đây là một cổng USB-C và có chữ DC, đây chính là cái nơi các bạn dùng để sạc pin ha. Bên đây là một cổng micro để cái thu âm, nhưng mà thật sự nói các bạn luôn là mình chưa tìm thấy được cái công dụng của cái micro thu âm này. Chẳng có cái game nào mình chơi mà cần phải thu âm cả. Kế bên nữa là chúng ta có một cái khe thẻ nhớ micro SD ha. Thì mặc định các bạn có khi mà các bạn mua á thì sẽ có khá là nhiều những cái tùy chọn dung lượng bộ nhớ trong. Cái phiên bản của mình là phiên bản 64GB và cái thẻ này á, theo mình có coi được trên nhiều diễn đàn á, thì cái thẻ này khá là cùi. Cho nên nếu như bạn nào mà mua về, các bạn nên mua sẵn thêm một cái thẻ micro SD xịn, sau đó copy hết dữ liệu từ cái này qua cái thẻ kia đó để cho nó chơi nó lâu dài hơn, nó bền hơn ha. Và cuối cùng là một cái jack 3.5mm cho các bạn có thể kết nối được với tai nghe để các bạn có thể chơi một cách thoải mái và không sợ làm phiền người khác. Rồi, về mặt lưng á, thì mặt lưng này hoàn toàn phẳng, chúng ta sẽ không có một cái nút nào ở đây cả. Có dòng chữ Trim UI Smart Pro và những cái thông số chính của nó. Chúng ta sẽ có 4 cái lỗ ốc ở đây cho các bạn có thể mở ra và thay thế những cái linh kiện bên trong. Nhưng mà mình nghĩ là chắc là chúng ta sẽ không có nhiều cơ hội để mở đâu. Và cuối cùng là một cái nơi, một cái khe để các bạn có thể buộc dây để có thể dễ dàng mang theo trong người. Nói đánh giá về cái tổng thể về cái máy này thì sau một khoảng thời gian khoảng 3-4 ngày mình sử dụng á, thì cái cảm giác ọp ẹp khi chơi là hoàn toàn không có. Cái build của nó rất là chắc chắn và cứng cáp luôn đó. Mình có thể thoải mái gõ gàng, gõ vào và bóp mạnh ở nhiều nơi nhưng mà không hề có cảm giác bị ọp ẹp hoặc là bị xê xịch nào cả. Nói chung là con này có một cái build quality khá là ổn. Rồi, và đây chính là cái giao diện chính của cái máy chơi game. Thì cái ấn tượng đầu tiên của mình khi mình chơi cái máy này là nó có một cái màn hình rất là đẹp. Thứ nhất là nó xài tấm hình IPS, nó giống như con R36S vậy đó. Cái thứ hai là kích thước nó lớn hơn hẳn và nó có độ phân giải cao hơn luôn là HD. Nếu như mà phải so sánh với R36S đó, thì mình đánh giá là nó hai con nó na ná nhau. Con này sẽ nhỉnh hơn một chút xíu. Tuy nhiên do con này kích thước của nó khá là lớn cho nên là khi các bạn nhìn vào các bạn sẽ thấy là con R36S nó nét hơn. Nhưng mà không phải đâu, là do con kia màn hình nó nhỏ cho nên các bạn thấy là cái mật độ điểm ảnh của nó sẽ nhiều hơn con này. Còn lại thì về màu sắc hay là về góc nhìn và về độ sáng thì mình đánh giá hai con nó khá là tương đồng nhau. Con này nhỉnh hơn một chút xíu. Rồi, và cái máy này thì tất nhiên rồi, chúng ta sẽ chạy một cái hệ điều hành Linux. Đó, và được tùy biến riêng theo mỗi hãng ha. Chính vì Linux nó khá là giống với Android á, cho nên là nhà sản xuất họ mới cài được rất là nhiều những cái hệ điều hành game giả lập ở trên đây. Và ngay từ cái giao diện chính các bạn sẽ thấy cái dòng chữ Best ở đây, có nghĩa là nhà sản xuất họ tự đưa ra những cái tựa game hay nhất mà các bạn có thể chơi được trên cái máy này theo ý của họ thôi. Đó, còn các bạn muốn chơi game gì thì các bạn chơi. Chúng ta sẽ có đây, đó chính là Arcade Vertical Shooter, có nghĩa là những tựa game bắn máy bay theo dạng dọc, khá là hay, lát nữa mình demo. Bên đây là những cái tựa game hay của nhiều dòng khác nhau được tổng hợp lại. Và bên đây là tổng hợp Pokemon. Đó, bạn nào mà thích chơi Pokemon đó, thì cứ bấm vào ngay cái thư mục này sẽ có hiện ra khoảng chừng đồng, bấm thử cho các bạn coi luôn. Rất là nhiều những cái tựa game Pokemon trên đa hệ máy từ trước đến nay luôn. Khi mà các bạn muốn di chuyển qua lại giữa các menu thì các bạn sẽ bấm nút L và R ha. Đây, đó. Thì khi mà các bạn bấm qua đây thì các bạn sẽ thấy được những cái tựa, những cái hệ game có trên cái máy này, bao gồm là Arcade nè, Atari 2006, 7008, CBS One là những tựa game cắp cơm ha. Cắp đây, những tựa game cắp cơm các bạn chơi trên những cái máy thùng hồi xưa là sẽ hiện đầy đủ hết ở đây. Đây là hệ máy DC, Neo, Game Gear, Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color. Cái này là tựa máy gì thì mình cũng không rành lắm. Đó, mình sẽ show một lần cho các bạn coi ha. MD nè, MS, cái này là Nintendo System 64 nè. Đó, cái này là Nintendo DS, đó game hai màn hình. Cái này là Neo Geo, NGB, BCE, BGM. Cái này là PSP và cái cuối cùng là PS1 nha mọi người. Đó, nói chung là rất là nhiều những cái
hệ máy trên cái con này, và mình đánh giá so với R36S thì con này còn nhiều những cái hệ máy hơn ha. Tất nhiên các bạn nào mà chơi giả lập mà có nghiên cứu, các bạn biết là cái máy nào cũng vậy hết, các bạn có thể cài thêm rất là nhiều những cái nền tảng game giả lập khác nhau. Nhưng mà mình đang xét về mặc định hay các bạn, mặc định thì con này có rất là nhiều những cái tựa game rồi ha, cho các bạn tùy ý lựa chọn. Trước khi đi chơi thử game mình sẽ nhấn tiếp tục cho các bạn coi. Và đây là chế độ app, app có nghĩa là những cái ứng dụng á. Thì đây, đầu tiên mình muốn nói tới đó chính là cái FN key setting. Khi các bạn nhấn vô đó thì đây, nó sẽ cho các bạn tùy chỉnh là cái nút mà FN hồi nãy mà mình nói ở đây nè, dùng để chức năng là gì. Thì mặc định á, nó chính là cái bật tắt đèn LED, và khi mình bật một cái thì nó sẽ tắt đèn, các bạn thấy không? Và khi mà mình bật lại thì nó sẽ bật cái đèn này lên. Đó, nhìn khá là đẹp mắt luôn. Thì cái này mình nghĩ là cái mà các bạn nên để, bởi vì nó ok. Tiếp theo các bạn có thể gán được nhiều những tính năng khác, chẳng hạn như là chuyển qua chế độ im lặng nè, có nghĩa là Quiet Mode, Silent Mode là im hoàn toàn luôn. CPU Power Save có nghĩa là khi chuyển qua chế độ này thì cái CPU bên trong máy sẽ tự động hạ xung để tiết kiệm pin đó. Thì khi các bạn bật cái tính năng này lên thì các bạn chỉ chơi những tựa game nhẹ nhàng thôi nha, đừng có chơi những tựa game như là PSP hoặc là Nintendo N64, chạy không nổi đâu. Còn đây là chế độ bung hiệu năng, CPU Performance Mode đó, bạn nào mà dùng để chơi những tựa game 3D chẳng hạn như là God of War thì các bạn bật cái này lên. Turbo Button A, nói chung là có rất là nhiều những cái nút gắn ở đây mà mình còn chưa nghiên cứu hết nữa, mà cái nút này mình thấy nó không cần thiết lắm, các bạn chỉ quan tâm những cái nút trên đây mà thôi. Đây là một số những cái tính năng của nó, chẳng hạn như là Media Player, các bạn có thể chép phim, chép nhạc vô để các bạn coi, nhưng mà mình nghĩ chắc không ai coi trên đây đâu. USB Storage thì vô đây các bạn sẽ coi được là trong cái thẻ nhớ của mình có cái gì, dung lượng còn lại là bao nhiêu. Tiếp tục là SD Formatter, cái từ này Formatter mình không biết nó viết đúng chính tả hay không ha. Thì cái này là giúp cho các bạn có thể xóa trắng toàn bộ dữ liệu trong thẻ nhớ, tốt nhất là không nên xài. Tựa game 2048 quen thuộc, hướng dẫn sử dụng RetroArch, cái này là cái phần mềm giả lập mà các bạn không cần vô đây đâu, tại vì tất cả những cái game nó nằm bên ngoài rồi. NetPlay, NetPlay là sao? NetPlay này là cái tính năng khá là hay của con máy này, khi mà các bạn chơi với một người bạn khác mà có xài luôn con Trimui Smart Pro này thì các bạn có thể kết nối Wi-Fi và có thể chơi với nhau ở một số những tựa game có thể chơi co-op hai người được ha. Tính năng này khá là hay. Và cuối cùng là cái khu vực setting của máy đó, thì khu vực setting này nó rất là trực quan, chẳng hạn như các bạn mà muốn thiết lập màn hình các bạn nhấn vào đây đó, chỉnh độ sáng màn hình, độ sáng LED, rồi chỉnh luôn được cả hệ màu hoặc chỉnh được cả contrast nè, độ bảo hòa màu sắc, nhiệt độ màu ở trên con máy này luôn đó. Cho nên các bạn mà muốn chơi cái tông màu nó ấm hay là nó lạnh hơn một chút xíu thì các bạn vô đây các bạn tùy chỉnh ha. Còn mình thì mình để mặc định hết đó, tất cả đều ở mức trung tính. Tiếp tục là volume. Volume là các bạn có thể chỉnh được âm thanh, tiếng động này nọ các kiểu. Đây, Wi-Fi, một con máy chơi game giả lập mà có Wi-Fi luôn các bạn. Các bạn có thể dễ dàng bật lên và có thể kết nối được với những cái hệ thống mạng Wi-Fi. Thì nói chung á là bật Wi-Fi lên thì chủ yếu là để các bạn chơi chơi duo với nhau thôi, hai máy chơi chung với nhau thôi, còn lại thì theo ý kiến riêng cá nhân của mình thì các bạn nên tắt đi để tiết kiệm pin ha. Bên này thì chúng ta có hotspot. Hotspot là sao? Là các bạn kết nối Wi-Fi xong các bạn bật hotspot này để các bạn truyền tín hiệu Wi-Fi cho một cái máy khác. Đây, chúng ta có luôn cả Bluetooth. Thêm Keymap. Keymap là thường thường thì sẽ để mặc định, các bạn có thể vô các bạn gán những cái nút dành cho những tựa game đặc thù khác nhau ha. Nếu như bạn nào mà có thời gian nghiên cứu rành các bạn có thể nhấn vô và các bạn có thể mở. Rồi, và tiếp theo là khu mục Favorite. Favorite là các bạn có thể bỏ vào đây những cái tựa game các bạn hay chơi để các bạn có thể truy cập nhanh vào được. Recent là những cái mục mà các bạn đã vào gần đây. Đây là những cái tựa game mình chơi trong suốt khoảng chừng 3-4 ngày qua thì nó sẽ hiện hết lên đây. Rồi, và như vậy thì mình đã đi một loạt về cái thao tác và cái giao diện của con Trimui Smart Pro. Thì cá nhân mình đánh giá đây là một giao diện khá là trực quan. Tuy là điểm trừ, một cái điểm trừ nhẹ đối với người Việt Nam thôi là nó không có tiếng Việt, nhưng mà nó hoàn toàn rất dễ để làm quen. Các bạn có thể mở máy lên, nhấn vào game và chơi một cách thoải mái ha. Vào cái đầu tiên đó chính là PSP luôn. Đây, đó chính là đầu tiên mình vô hẳn game God of War. Cái tốc độ load game ở trên con Trimui Smart Pro này mình đánh giá khá là nhanh các bạn. Đó, có thể nói là nhanh hơn cả con R36S nữa. Cái lý do mà nó nhanh hơn thì mình sẽ nói sơ qua trong lúc nó load ha, là bởi vì nó có một con chip lỗi tứ Allwinner A133B. Là con chip này thì thực sự mà nó cũng
khá là cùi trong thế giới smartphone, nhưng mà đối với tựa game giải lập thì nó khá ok. Kết hợp với đó là RAM 1GB, bộ nhớ đó, kết hợp với đó là RAM 1GB, cho nên những cái tựa game, hầu hết cái tựa game retro đều chơi khá là mượt ha. Và đây như các bạn cũng thấy thì mình đang vào tựa game Ghost qua, mình có bật luôn cả số FPS. Và đây, thay vì mà mình test game lại các bạn đúng không, mình phải load lại game thì mình sẽ bấm nút menu này. Một trong những tính năng khá là hay của con DreamWorks Smart Pro này là cái nút menu này, là cái nút để các bạn có thể save, lưu lại game rất là nhanh, và các bạn có thể load lại bất cứ lúc nào các bạn chơi, chứ không cần phải đi đến cái điểm save trên một số tựa game ha. Hệ máy nào cũng hỗ trợ hết, thì mình đã chơi thử rồi cho nên mình sẽ load ngay cái cảnh cho các bạn luôn. Đó, tốc độ load khá là nhanh. Rồi, thì đây chính là tựa game Ghost of War ha. Thì cái tựa game này đó, trước đây mình đã test trên con R36S rồi, nhưng mà mình không có đưa vô video cho các bạn xem, bởi vì gần như là con đó không chơi được game này. Số FPS chỉ rơi vào khoảng 5, 6 hoặc là thậm chí cao lắm là lên 10 thôi, bởi vì cấu hình của nó không đủ để chơi cái tựa game này ha. Và khi qua cái con DreamWorks Smart Pro này á, thì cái số FPS trung bình mình nhận được là rơi vào khoảng từ 20 cho tới 30. Mình để chế độ mặc định nha, chứ chưa có bật performance mode. Thì mình thấy là đối với tựa game này thì cái số FPS này là có thể nói là chơi tạm ổn, không thể nói là chơi mượt được nha các bạn, nhưng mà vẫn cho các bạn một cái trải nghiệm về tựa game Ghost of War ha, và những cái tựa game 3D khác. Đó. Đây combat đông người đây. Đó, vẫn có thể gọi là chơi bình thường. Đó, chơi tuyệt chiêu các thể loại luôn. Đó. Và các bạn thấy không, số FPS sẽ rơi vào khoảng từ 15 cho tới 30. Thì mình đánh giá là đối với tựa game Ghost of War này thì mình vẫn có thể nhìn được và trải nghiệm khá là ổn. Đó, và cái thứ hai mình nãy mình có nói cái này nó hơn con R36S, đó chính là tựa game này được thiết kế đầu tiên trên PSP là cái dạng phông ngang tỷ lệ 16:9, cho nên khi các bạn thấy ở đây nó sẽ full theo dạng hình chữ nhật đúng khung hình 16:9, cho nên là những cái khung cảnh xung quanh hay là những cái thao tác của cái hình của Kratos ở đây nè, nó được thể hiện rất là rõ ràng luôn. Rồi, và khi mà các bạn đang chơi đúng không, các bạn muốn thoát ra các bạn cần nhấn nút bên đây, và sau đó sẽ nhấn vào nút Exit to Menu và các bạn sẽ thấy ra được bên ngoài. Đó, thì các bạn thấy không, BBSSBB, các bạn quen không? Nếu như các bạn nào mà từng chơi giả lập trên Android á, thì các bạn sẽ thấy là đây cũng là một cái phần mềm mà được các bạn có thể cài trên điện thoại và chơi luôn. Đó, đây mình sẽ Exit. Đây mình sẽ thử thêm một cái tựa game thứ hai ha. Riêng đối với cái tựa game này thì các bạn sẽ thấy là nó gần như là nó mượt hơn hẳn. Từ, lỡ chứ nào. Rồi, riêng với tựa game này thì các bạn sẽ thấy là nó mượt hơn hẳn game Ghost of War luôn. Đó, có thể nói là cực kỳ mượt. Đó, game 3D full hoàn toàn luôn. Và mình có thể tận dụng được cái joystick này. Đó, hay không các bạn? Chơi. Đồ họa rất là sắc nét trên một cái màn hình HD như vậy. Nếu như các bạn mà chỉ có nhu cầu chơi những tựa game retro ngày xưa từ Game Boy trở xuống, đây đây, từ những tựa game chẳng hạn như là NBG, Nintendo NBG, Game Boy Color, Game Boy Advance hoặc những cái kiểu game thùng ngày xưa, thì các bạn mua con R36S kia là hoàn toàn chơi dư rồi ha. Nhỏ gọn, thoải mái, màn hình cũng đẹp, âm thanh cũng nghe hay rồi. Các bạn lên con DreamWorks Smart Pro này để cho các bạn chơi những tựa game nó cao cấp hơn, đến từ PSP hoặc là PS1, thì các bạn sẽ cần những cái máy như vậy ha. Rồi, một cái điểm hay nữa trên cái tựa game này đó chính là việc nó tối ưu cái màn hình dành cho những cái game vuông khá là hay nha các bạn. Mình sẽ thử cho các bạn coi luôn. Đó, một cái sự gọi là chỉnh chu đến từ nhà sản xuất. Chẳng hạn như đây, mình vô Game Boy Color đi. Đó, mình sẽ vô tựa game này. Và các bạn biết không, tựa game này trên Game Boy Advance là một cái dạng hình vuông đúng không? Nó không được full màn hình thì nó sẽ bị hai cái lõm đen ở đây. Thì trên những tựa máy khác các bạn chơi á thì các bạn sẽ bị đen ở đây. Nhưng mà đây, trên con máy này thì nó khác lắm. À, các bạn thấy gì chưa? Đó, thay vì mà phải hiện hai cái phần cột đen bên đây nó khá là xấu và nó còn bị dày nữa, và tất nhiên đây không phải là màn OLED cho nên các bạn thấy là cái viền đen bên ngoài nó màu đen nè, bên trong này nó màu xám, bên trong này thì lại có màu, thì nó sẽ không quá là đẹp. Cho nên là DreamWorks họ làm luôn một cái viền bên ngoài, một cái border bên ngoài cho từng cái máy khác nhau để cho các bạn chơi. Đó, cho nên là tuy là cái tựa game này nó không full màn hình nhưng mà cảm giác nhìn vô là nó như full nữa các bạn. Nó full luôn nè, đó có hai cái bên đây khá là hay.
Rồi lúc nãy thì mình có nói trong cái phần này, nhà sản xuất họ thêm một cái game bên này, đó chính là game bắn máy bay theo chiều dọc, khá là hay nha các bạn. Đó là sao? Khi các bạn nhấn vô đây thì tất cả những tựa game nằm trong đây nó sẽ nằm theo chiều dọc. Đây mình sẽ thử demo thử một cái game cho các bạn coi ha. Đấy, và các bạn khi mà các bạn chơi thì các bạn sẽ quay theo hướng này. Đó. Đó, bạn nào mà thích chơi những tựa game bắn súng, bắn máy bay, bắn rùa ngày xưa thì sẽ cầm như kiểu này mà chơi. Anh thấy khá là hay luôn. Đó, và tận dụng được hoàn toàn cái joystick bên đây. Cái lúc này thì cái joystick bên đây sẽ thể hiện được cái vai trò của nó tốt nhất nha các bạn. Đó. Chơi cực kỳ ok luôn. Đó, có rất là nhiều những tựa game khác nhau. Và như nãy giờ mà mình đã test cho các bạn coi á, thì chỉ riêng cái trò Go Up qua thì cái số khung hình nó sẽ dừng lại ở mức 15 cho tới 25 thôi. Còn hầu hết những tựa game khác đều rất là mượt mà nha các bạn. Theo mình đánh giá thì khoảng 30 FPS đó. Rất là thoải mái để chơi luôn. Rồi, như vậy thì mình đã đi qua tổng thể về những gì mà chiếc DreamWear Smart Pro này có thể thực hiện được. Tất nhiên mình khen nó khá là nhiều bởi vì nó sẽ có một cái màn hình rất là đẹp. Cái form cầm thoải mái cho việc chơi game dài, và đặc biệt đó là cái cấu hình của nó vừa đủ mạnh để có thể chơi được gần như là 80-90% những tựa game trên PS1 và PSP ha, bao gồm ở tựa game Go Up One, một tựa game mà khi mà ai mua những máy chơi game giả lập đều muốn chơi thử một lần cho biết. Và bây giờ mình sẽ nói một cái ưu điểm mà mình mới vừa phát hiện ra được trên con này luôn các bạn ơi. Có thể nói là ưu việt hơn rất là nhiều những cái máy chơi game giá rẻ ha, bao gồm ở con R36S trước đây của mình nữa. Đó là nó có một khả năng ngủ thực sự các bạn. Ngủ thực sự nghĩa là sao? Mà mình đi ra ngoài hay là mình đi ngủ buổi tối thì mình sẽ nhấn cái nút nguồn này. Đó là màn hình nó tự động nó tắt hoàn toàn như vậy. Thì những cái máy khác các bạn cũng có thể tắt màn hình kiểu này, nhưng mà nó chỉ là tắt giả thôi, nó vẫn ngốn điện rất là nhiều luôn. Chẳng hạn như con R36S của mình, khi mà mình bấm nút này để mình tắt giả, mình tắt nó đi, mình cứ coi như là mình tắt để đi ngủ giống mình đi, thì tới sáng hôm sau thì cái máy của mình nó hết pin luôn. Có nghĩa là nó chỉ tạm thời tắt màn hình cho các bạn thôi chứ không phải tắt thật. Riêng con máy này nó tắt thật luôn các bạn. Đó, buổi tối mình đi ngủ là pin còn khoảng, lúc đó mình nhớ là khoảng chừng 70%. Thì tới sáng dậy mình mở lên thì còn khoảng 63 hoặc là 64% gì đó. Mình nhớ là vậy. Đó có nghĩa là nó có sự tiêu hao nhưng mà không tiêu hao quá là nhiều như trên những chiếc máy giả lập khác. Đây là một điểm mình đánh giá rất là cao trên máy này ha. Nó làm cho mình bỏ được cái thói quen là mỗi lần mà chơi máy giả lập là phải tắt máy hoàn toàn. Bây giờ cứ thôi, đang cầm chơi vậy đúng không? Đang cầm chơi vậy, cần có công việc, khi cần phải đi ngủ gì đó thì chỉ cần bấm này nhẹ thôi là tắt. Lúc sau mà xài tiếp. Rồi, sẵn nói về cái việc mà ngủ tiết kiệm pin thì quả máy này do một cái kích thước nó bự hơn rất là nhiều cho nên nó chứa được một viên pin chuẩn flagship Android ngày nay luôn các bạn. Đó là viên pin lên tới 5000mAh. Và phải nói luôn là mình đã, đây mình bật máy lên cho các bạn coi kỹ luôn. Các bạn thấy gì đây không? Đó, mình sẽ show cho các bạn coi luôn. Tới thời điểm hiện tại là còn 29% pin sau khoảng 3 ngày sử dụng. Đó, mình có thể nói là mình chơi game khá là nhiều đó nhưng mà nó rất là tiết kiệm pin luôn. Nếu như bạn nào mà chơi hạt cò thì có thể chơi được từ 1 cho tới 2 ngày mới cần phải sạc lại ha. Một cái lưu ý dành cho các bạn nữa đó là nó có một cái cổng sạc USB-C nhưng các bạn không nên dùng những cái dây sạc của smartphone để sạc cho nó ha. Bởi vì cái này là những cái kinh nghiệm mà mình có tham khảo được trên rất là nhiều những diễn đàn, những người chơi những tựa máy game retro ha. Bởi vì những cái cục pin trong những cái máy này nó không phải là cái cell pin nó quá là chất lượng cao. Cho nên nếu như chúng ta nạp một cái nguồn năng lượng điện nhanh vô thì nó sẽ xảy ra hiện tượng là bị chai pin rất là nhanh theo thời gian. Và nếu con này mà chai pin đó thì tìm việc tìm pin thay thế cho nó thì nó cũng sẽ khá là khó khăn. Cho nên là chúng ta hãy xài một cái sạc bình thường thôi, khoảng chừng 10 W cho tới 15 W là được rồi. Tối đi ngủ cắm sạc, sáng hôm sau chơi tiếp là ok. Và sau đây là những cái điểm mà mình chưa ưng ý lắm về cái máy này. Cái đầu tiên đó chính là cái phần joystick nghi đề. Cái phần joystick này chỉ có tác dụng là đưa lên, đưa xuống, đưa qua và đưa lại chứ không có tác dụng là nhấn vô được. Và nó hơi bị nong nha các bạn. Đây mình sẽ show, mình để cho các bạn show, các bạn coi này. Nó gần như là nó phẳng so với cái mặt phẳng này luôn. Nó không bị, nó không lồi lên quá là nhiều. Và cái hành trình của nó cũng không quá là dài nữa. Cho nên là nhiều khi mình bấm mình cảm thấy nó hơi bị tù và bị ngắn một chút xíu. Nếu như mà so với con R36S á, thì cái joystick ở trên con kia mình thấy nó hành trình nó tốt hơn. Và nó còn bấm được và nó khá là giống với Xbox ha. Đây mình có một cái tay cầm ở đây cho các bạn coi. Cái hành trình của cái này, cầm này nó rất là dài. Và bấm nó đưa lên đưa xuống như vậy nó rất là đã luôn.
Đó, thì cái con này bạn nào mà chơi trên cái quen trên cái tay cầm này rồi thì chơi trên cái máy này thì ban đầu sẽ thấy nó hơi bị bỡ ngỡ một chút xíu so với việc xài tay cầm Xbox ha. Tất nhiên cái này là do hãng Tmui họ đã gọi là học hỏi theo PSP, thì nếu như bạn nào đã từng chơi PSP rồi thì cái joystick nó cũng sẽ nông như vậy mà thôi. Còn lại thì cảm giác bấm nó ok. Rồi cái điểm thứ hai đó chính là cái vòng đèn LED này trên Tmui Smart Pro khá là đẹp, nhưng mà hơi đáng tiếc một chút xíu đó là chúng ta không thể nào tự động đổi được cái ánh sáng ở trên cái viền này, mà nó sẽ tự động nó thay đổi theo từng tựa game các bạn chơi. Hy vọng là cái phiên bản tiếp theo thì chúng ta sẽ có thể tùy biến được nhiều hơn ở trên cái vòng này. Cái điểm thứ ba nữa cũng không phải là quá gì, là quá là chê, cái âm lượng ở trên con Tmui Smart Pro này mình đánh giá là khá là ổn để các bạn có thể chơi game một mình với mức âm lượng khoảng chừng 80-90% là chơi được trong nhà, còn chơi ở ngoài trời thì có thể lên được 100%, nhưng mà cái âm lượng của nó không hiểu sao nha, mình nghe không hay được bằng con R36S hôm bữa của mình. Hai cái loa ở đây thì thật sự mà nó chỉ có ba cái chấm này là có cái lỗ thôi các bạn, chứ không phải là toàn bộ là lỗ đâu, mấy kia chỉ là làm lỗ giả cho vui thôi. Nhưng mà mình cảm giác là âm thanh nó không chỉ xuất phát từ đây mà nó còn xuất phát từ cái phần mặt sau như vậy nữa. Đó, hình như là có một cái phần loa nằm ở đây. Và nếu mà như vậy á, nếu mà loa nằm ở đây nha, nếu như mà mình nói đúng nha, thì nếu mà loa nằm ở đây á thì cái âm thanh nó sẽ bị bí, bởi vì nó không có cái lỗ để nó thoát ra ngoài. Bạn nào mà có con máy này và có cảm nhận giống mình hoặc là khác mình thì hãy comment bên dưới cho mọi người cùng biết nha. Và đó là tất cả những gì mình muốn nói về cái mẫu Tmui Smart Pro này. Đối với mình, trong một cái phân khúc giá khoảng từ 1,5 triệu đồng đi trở xuống thì con máy này một con máy khá là xứng đáng cho các bạn sở hữu. Tất nhiên nãy giờ mình nhắc khá là nhiều đến con máy R36S để cho các bạn tham chiếu là các bạn sẽ có hai sự lựa chọn đúng theo cái nhu cầu của các bạn luôn. Nếu như các mình xin nói lại một lần nữa nha, nếu như các bạn mà chỉ quan tâm đến những game tuổi thơ chẳng hạn như là Mario hái nấm, những tựa game nhẹ nhàng trên Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, những máy thùng, máy cắp cơm ngày xưa, thì các bạn mua con R36S kia với một mức giá rẻ hơn gần như là một nửa so với cái máy này, các bạn vẫn có một trải nghiệm tốt. Tuy nhiên, nếu như các bạn mà muốn nâng cái trải nghiệm của mình lên với một cái màn hình dài 16 inch, độ phân giải HD, chơi những tựa game đòi hỏi cấu hình mạnh mẽ hơn chẳng hạn như là Ghost qua trên PSP, những tựa game đá banh trên PS1, đua xe hoặc là chơi GTA Vice City, thì cái máy này là cái máy các bạn nên hướng tới. Mà mình đánh giá luôn, đây là một trong những con máy mà dưới 2 triệu đồng có thể chơi mượt được hầu hết mọi tựa game retro từ trước đến nay. Rồi, bạn nào có câu hỏi nào liên quan đến dòng máy Tmui Smart Pro này, hãy để đây đặt lại câu hỏi ngay bên dưới nha, mình sẽ xem và trả lời cho các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.